Xuân Họp xin chào mừng đến toàn thể các anh, chị em và các bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Họp của mình. Nếu các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy Xuân Họp của mình đăng video mới lên kênh. Xuân Họp xin trân trọng cảm ơn đến toàn thể các quý anh, chị em và những người bạn của mình đã và đang theo dõi video ủng hộ trên kênh xe máy Xuân Họp của mình. Và Xuân Họp cũng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống nha. Video ngắn của hôm nay mình xin chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách thay thế má phanh đĩa trên tất cả những dòng xe máy nói chung và cái dòng xe của Wayblade hôm nay mình làm video nói riêng tại nhà để cho các bạn cùng nhau tham khảo và cùng nhau sẽ áp dụng cách thay thế má phanh đĩa mới trên những cái dòng xe Wayblade này. Khi các bạn đã nhận biết được là má phanh đĩa xe của các bạn đã hết rồi thì các bạn cần tiến hành ra tiệm sửa chữa xe máy mua cho mình một đôi má phanh đĩa. Các bạn sử dụng dòng xe nào thì các bạn mua má phanh đĩa của dòng xe đó về để các bạn tự thao tác là thay thế má phanh đĩa xe của các bạn ngay tại nhà. Bước đầu tiên thì các bạn cần phải tháo mớ hiêu dầu dưới xe của các bạn ra giúp cho mình. Xe sử dụng lâu thì má phanh sẽ mòn, sẽ hết theo với thời gian. Các bạn sẽ kiểm tra và thay thế sang những đôi má phanh đĩa xe của các bạn để đảm bảo an toàn cho các bạn khi sử dụng xe. Tiếp theo thì các bạn sẽ tháo mở má phanh đĩa cũ xe của các bạn ra. Đây, với những đôi má phanh đĩa như này, tình trạng chưa sử dụng lâu thì nó sẽ hết phíp, chỉ còn cốt không như này. Khi còn cốt như thế này thì các bạn quay bánh xe hoặc di chuyển xe thì nó sẽ có cái tiếng kêu lẹt xẹt các bạn nha. Tiện đây thì các bạn sẽ bảo dưỡng, bảo trì luôn cái cụm hiêu dầu dưới giúp cho mình. Piston dầu khi mà hết má phanh nó sẽ nằm bên ngoài, quá trình gặp nước mưa nó sẽ han dỉ. Các bạn sẽ tháo bát phanh này ra để các bạn bảo dưỡng cái piston hiêu dầu giúp cho mình. Bằng cách là các bạn sẽ bóp tay phanh trên này để cho piston hiêu dầu dưới nó trôi ra một ít. Các bạn sẽ tiện các bạn vệ sinh sạch quả piston hiêu dầu này giúp cho mình. Bằng cách là các bạn sẽ dùng cho mình một tờ giấy nhắm miệng như thế này. Các bạn sẽ vệ sinh sạch cái piston hiêu dầu này. Để tránh tình trạng là khi các bạn lắp má phanh đĩa mới vào thì quả piston này không được làm sạch vệ sinh thì nó sẽ sinh ra tình trạng là buông nhặt bánh xe. Đó là chủ đề hướng dẫn chia sẻ cách sửa chữa xe máy tại nhà, thì cũng bắt đầu từ những các cái video đơn giản cho đến những các video chuyên sâu về cái lĩnh vực sửa chữa xe máy tại nhà để cho các bạn cùng nhau tham khảo và các bạn sẽ áp dụng. Các bạn sẽ dùng kim, các bạn xoay quả piston và các bạn sẽ dùng giấy nhắm miệng các bạn trà và vệ sinh thật sạch quả piston này giúp cho mình. Kênh xe máy Xuân Họp của mình thì cũng có hỗ trợ trực tiếp qua Zalo, Facebook hay là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Thì các bạn nào mà cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy tại nhà thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho anh em và các bạn thì mình sẽ giúp. Mình hy vọng là có thể giúp cho các bạn hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy của mình tại nhà. Cách nhận biết những các đôi má phanh đĩa xe của các bạn hết thì khi các bạn di chuyển xe hoặc là các bạn dắt xe hay là các bạn dựng trông giữa, các bạn quay bánh xe thì nó sẽ sinh ra cái tiếng kêu lẹt xẹt. Khi các bạn mà di chuyển xe mà các bạn nghe cái tiếng kêu lẹt xẹt như vậy thì các bạn cần phải đi kiểm tra, chỉnh sửa, sửa chữa và thay thế sang những đôi má phanh đĩa cho những chiếc xe của mình để đảm bảo an toàn cho xe của các bạn khi sử dụng. Má phanh đĩa hết mà các bạn không thay thì nó sẽ sinh ra tình trạng là bị mòn đĩa. Đây, các bạn khi mà đã vệ sinh sạch quả piston rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ bôi vào quả piston này cho mình một ít dầu bôi trơn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kìm các bạn xoay và các bạn ép quả piston này vào giúp cho mình. Tiếp theo các bạn lại bóp tay phanh đĩa để cho quả piston nó trôi ra. Và các bạn lại dùng kìm các bạn ép vào, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Khi nào mà các bạn ép cái quả piston mà cảm thấy nó nhẹ nhàng là lúc đấy mới ok. Khi các bạn đã thao tác là vệ sinh sạch piston hiêu dầu dưới rồi thì bắt phanh này trước khi lắp vào thì các bạn sẽ bôi cho mình một ít dầu hoặc là các bạn sẽ bôi vào đây cho mình một ít mỡ bò. Tiếp theo thì các bạn sẽ lắp má phanh đĩa mới cho xe của các bạn vào. Cách này thì cũng rất chi là đơn giản thôi. Anh em nào cũng có thể là thực hiện thao tác là tự kiểm tra, tự chỉnh sửa,
tự sửa chữa hay là thay thế những đôi má phanh dĩa cho xe của các bạn ngay tại nhà. Tất cả những các cái video liên quan đến lĩnh vực sửa chữa xe máy tại nhà thì mình cũng đã để link video dưới phần mô tả của video này. Bạn nào cần tham khảo thì truy cập vào phần mô tả của video hoặc là truy cập vào kênh xe máy chất học của mình để các bạn tiện tham khảo thêm cho nó chi tiết. Khi các bạn đã lắp má phanh đĩa mới cho xe của các bạn vào rồi thì các bạn sẽ tiến hành các bạn lắp heo dầu dưới vào cho xe của các bạn. Với những các con ốc của heo dầu này thì các bạn cần phải lưu ý giúp cho mình phải vặn chặt chẽ, tránh tình trạng là bỏ quên hay là vặn không chặt thì nó cũng rất chi là phức tạp khi các bạn sử dụng xe lâu dài. Khi các bạn đã thao tác là lắp xong những đôi má phanh dĩa mới cho xe của các bạn xong rồi, các bạn sẽ bóp tay phanh trên giúp cho mình để cho dầu nó được bơm xuống heo dầu dưới để cho piston và má phanh hoạt động. Các bạn sẽ cần kiểm tra bánh xe xem là có bị nhặt hay không các bạn nhé. Ok, như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách thay thế má phanh đĩa mới trên những dòng xe máy nói chung và cái dòng xe của Wayblade hôm nay mình làm video nói riêng ngay tại nhà để cho các bạn tham khảo và các bạn có thể là áp dụng cách thay má phanh đĩa như trong video của mình. Thì anh em và các bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Số nào cũng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xin chào hẹn lại anh em trong những video lần sau.